Rồi. Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách kết nối tay Xbox và tay DualSense với Nintendo Switch nha. Thì có 3 cách để kết nối. Thì cách đầu tiên là các bạn dùng USB 8 bit đô. Cách thứ hai là bạn dùng USB R100 của BigBigOne. Và cách thứ ba là cho các bạn dùng máy hack, các bạn dùng Mission Control là được. Đấy, nhưng mà với Xbox Series X và Series S đời mới trở lên thì không thể dùng Mission Control để kết nối được. Đó, bởi vì Xbox Series X và S trở lên nó dùng chuẩn kết nối LE cơ, nó không phải Bluetooth bình thường. Đó, cho nên các bạn phải dùng một trong hai con adapter này. Đó, thì mình so sánh luôn hai con adapter thì con 8 bit đô thì nó chỉ có thể kết nối cho các bạn với Windows và Switch và Raspberry thôi. Đó. Còn còn con USB R100 Pro của BigBigOne này có thể giúp bạn cho các bạn kết nối được tay PS4 là DualShock này, tay Xbox và DualSense. Đấy, kể cả Xbox Series 2 Elite này cho Nintendo Switch và cả PS5 luôn. Đó. Thì hai con này đều có giá khoảng 300-400 nghìn. Đó, tùy nơi các bạn mua thì giá nó bằng nhau, nhưng con này công năng của nó hơn rất là nhiều. Nó giúp cho tay cầm của bạn kết nối được với nhiều hệ máy hơn. Và đương nhiên con USB BigBigOne này nó cũng giúp bạn kết nối được với cả PC. Thì vậy là công năng của con R100 này nó hơn 8 bit đô mấy lần. Cho nên các bạn nếu đã mua thì nên mua một con này để cho tất cả các hệ điều hành của các bạn. Đó. Bây giờ mình sẽ test cả hai cho các bạn xem nha. Trong video này thì mình chỉ nói về chủ yếu về hai con adapter này nha, chứ mình không nói về cái việc các bạn hack máy và dùng Mission Control. Các bạn có thể cắm USB nó vào dock bình thường nhá. Nhưng mà mình quay thế này cho nó dễ. Mình sẽ dùng một cái đầu chuyển đổi này, mình cắm thẳng vào Switch. Đấy, nó nhấp nháy như này là nó đang tìm máy này. Bây giờ mình thử kết nối DualSense nha, mình giữ nút PS và giữ nút này. Ok, tay nó đang nhấp nháy này, mình gắn vào đây. À, nó tự kết nối luôn rồi các bạn ạ. Mình thử làm lại cho các bạn xem nhé. Đó. Nó sẽ nhận là USB nha, nghĩa là cứ như là mình một con tay Pro Controller đang cắm dây để chơi ấy. Thì lưu ý là các bạn muốn sử dụng được thì các bạn vào bật cái này lên nha, Pro Controller Wired Communication này. Đó. Thì nó sẽ giả vờ là mình đang dùng tay Pro Controller và có kết nối dây. Thì mình sẽ test nút cho các bạn xem này. Đấy, thì các nút nhật bình thường, nhưng mà đương nhiên là DualSense thì cái layout nó khác hoàn toàn rồi. Còn Xbox thì gần giống nhưng mà nút nó ngược nhau. Đây, ví dụ như là đây là layout của Switch này. Đó, B ở dưới, A ở trên. Còn đây A ở dưới, B ở trên, X, Y nó cũng ngược nhau luôn. Nhưng mà thật ra lúc chơi game ấy thì mình cũng chả nhìn số bao giờ. Chứ những người mới mới chơi game thôi, người ta chưa quen nút. Mình chỉ nhớ là lên trên, trên dưới, trái phải. Đó, nó vẫn nhận như thế này nhá. L3, R3, RR. Thử nút đằng sau này. Nút đằng sau này mình đã set. Set rồi và nó cũng nhận luôn của DualSense S. Ok. Bây giờ mình test thử luôn chức năng cho các bạn này vào giờ game Zelda nhá. Đó. Gyro có nhá. Gyro của DualSense thì siêu mượt luôn, mượt hơn cả Pro Controller. Đó. Và rung của tay DualSense khi kết nối với Switch thì mình cảm giác như nó là HD Rumble luôn nha, bởi vì bản thân con DualSense này nó là cũng là rung haptic mà. Haptic feedback ấy, nên nó rung khá là giống với HD Rumble của tay Pro Controller. Đó, bây giờ mình test nút của Xbox khi tay Xbox khi kết nối với Switch nha. Nút về Xbox thì ngon rồi, không nói làm gì, mình thử nút sau nhá. Khi mà các bạn, nếu các bạn sử dụng Xbox Live, ok, nó cũng nhận nhá, mình đã set trước nút rồi. Đó, bây giờ mình vào game mình test này.
Ok, vì bản thân cái tay Xbox thì nó sinh ra thì nó đã không có gyro rồi, nên là gyro không thể sử dụng được Nintendo Switch. Đó, rung thì cũng là rung bình thường nhá, bởi vì tay Xbox thì cũng không phải là rung haptic. Bây giờ mình thử kết nối USB 8 bit đô để connect với hai con tay cầm nhá. Kết nối rồi, đèn nhấp nháy này. Đó. Bây giờ mình kết nối thử DualSense trước. Tiếp tục giữ như thế này. Ok, tay nhận rồi nhá. Nhưng mà với đây, với USB 8 bit đô thì nó nhận là tay Bluetooth luôn các bạn ạ, chứ không phải là nó giả lập mà là tay đang cắm dây. Đây, nó không có chữ USB ở đây. Đây mình sẽ test nút cho các bạn khi mà kết nối với tay DualSense, kết nối với Switch thông qua USB 8 bit đô. Nút thì cũng vậy thôi. Đó, mình thử nút sau này. Nút sau cũng nhận nha. Ok, bây giờ mình vào game mình test này. Đó, dùng USB 8 bit đô thì tín hiệu và mọi thứ nó vẫn y hệt như là khi dùng USB BBQ nha. Đây mình vừa kết nối tay Xbox với Nintendo Switch thông qua USB 8 bit đô. Nhưng mà với tay Xbox thì nó lại nhận là cắm dây nha. Nhận là giả lập là mình đang cắm dây để chơi với máy chứ không phải là một tay cầm Bluetooth. Bây giờ mình test nút khi mà sử dụng với USB 8 bit đô nha. Nút sau vẫn nhận nha các bạn. Ok, khi vào đến game thì cũng vậy thôi. Xbox bản thân không có gyro rồi, không sử dụng được và chỉ có rung thôi, và là rung thường, không phải rung haptic. Tổng kết lại thì giữa hai con USB này thì các bạn nên mua con BigBigOne nha. Trên Shopee thì cả hai con đều bán đấy, áp mã vào chắc là rơi vào khoảng 300.000. Các bạn nên mua con BigBigOne này. Đó, một con USB này có thể hỗ trợ được tất cả các nền tảng cho bạn, từ PC, Switch, rồi PS5, PS4 nó chơi được hết. Còn con Tapido này chỉ Switch và PC thôi. Giá bằng nhau, công năng kém hơn. Nên mua con này nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video.